Mình xin chào mấy bạn và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chính trang mà YouTuber cũ Nguyễn Tuấn, và một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân, và đón một mùa xuân năm mới và vạn sự như ý và an khang và thịnh vượng. Thì hôm nay thì mà cái buổi sáng này thì Nguyễn Tuấn thì cũng chia sẻ và cho những anh chị em mình hay vài câu chuyện là hèn âm bên bờ vũ trụ cổ nam chú tiểu và các sư thầy. Thì gần đây thì trên cộng đồng mạng và xung quanh và dư luận thì cũng rất là nhiều về câu chuyện về năm chú tiểu này. Thì gần đây thì năm chú tiểu này cũng đã thi và phát thức trên hài thì đạt giải cũng rất là cao, và những người mà trong mà khán giả trong mà hậu trường thì họ đã và ủng hộ và quan tâm và yêu mến về năm chú tiểu này thì nó cũng rất là nhiều, và những bạn bè trong nước và ngoài nước thì họ cũng và đứng về thì ủng hộ cho năm chú tiểu này khi mà thách thức trên hài. Thì gần đây thì những trên nhà mà YouTuber những người khác tối ngày thì không biết hiểu mà nguyên do gì thì họ tối ngày thì đem năm chú tiểu này ra, thì họ đứng lên họ xuyên tạc về năm chú tiểu này, moi móc nói mà nói năm chú tiểu này và nói xấu về những các chư thầy dung chổng. Thì những người đó thì mình cũng nói rằng những người đó thì cũng cần và nó cũng xem xét lại cho kỹ và xem một đoạn video nào đó cho nó chính xác và rõ ràng, xem những mà cái thông tin nào đó cho nó là đúng sự thật, đừng có nghe lời một mà theo một chiều hướng nào đó, và đừng có nghe lời theo những mà thông tin nào đó mà đứng lên thì moi móc chuyện của người ta. Thì gần đây thì trong tỉnh Thất Bồng Lai thì các chư thầy thì họ cũng đã mà lặn xuống, nhưng mà họ không bao giờ họ nói nữa, thì họ không bao giờ họ bất cứ là nói với ai, nhưng là rất là nhiều người thì tối ngày thì đứng lên mà xuyên tạc về năm chú tiểu và xuyên tạc về các chư thầy. Thì những người đó là hoàn toàn là đi mà con đường mình nó sai trái, để làm như vậy là không có đúng. Thì gần đây nam chú tiểu này đã mà minh quan rằng họ đã là một coi cha một coi mẹ, nhưng mà đã mà nói rất là nhiều. Thì nam chú tiểu này thì được các chư thầy lụm và nuôi và từ nhỏ và nó đến lớn và cho ăn cho học dạy những các điều hay liệu phải, nhưng á tại vì là con nít, nhưng mà con nít nhưng mà nó không có tội, nhưng mà những mấy anh chị em mình á thì đừng có đem ra mà họ mà nói nữa, thì mình thấy hoàn toàn là nó không có đúng cho mình lắm, và cho sự thật những mà mấy bạn mình làm á. Thì gần đây với mình thì đã thấy mà rất là nhiều người thì đừng có làm như vậy, là hoàn toàn là nó sai trái. Mình phải mà nghe lời theo ai đó mà đứng lên mà mình chửi người ta như vậy. Thì hôm nay thì em cũng nói về cái anh mà Thế Gian Pháp luôn. Hiện bây giờ anh mà Thế Gian Pháp hiện giờ cũng đang làm kinh mà YouTuber. Thì em mà cũng xem mà video của anh thì cũng rất là nhiều. Thì cái video của anh á thì em xem đi xem lại, nhưng mà trong đó thì có những mà nhiều người thì nó không có mà nó đồng ý với anh, không có mà nó đồng tình về quan điểm của anh. Thì anh Thế Gian Pháp này anh phải và nó chỉnh sửa lại những cái video và chỉnh sửa lại những mà lời ăn và nó tiếng nói của anh cho nó đúng chưa hả? Tại vì anh là người lớn, anh có mà tu tâm dưỡng tánh, anh có mà có ăn chay niệm Phật, nhưng mà anh thì cũng là đạo Phật đúng không, nhưng mà anh đừng có mà sân si hay là moi móc mà nam chú tiểu này ra nữa mà nói. Anh là người lớn, tối ngày mà anh đi mà so đo những chuyện mà không đáng cho mình không à, anh đi so đo những mà nam mà cái đứa trẻ đó. Mình là người lớn nhưng mà mình phải mà coi như thế nào mình làm có đúng hay không đó. Mình phải coi lại cho nó chính xác đó.
anh là người lớn nhưng mà anh phải làm cho đúng như những gì anh đã nói đó. Thì anh thấy biện pháp này á, thì tối ngày thì ảnh tối ngày đem lên mà chuyện mà Nam chú tiểu này đứng ra mà ảnh nói hoài đó. Tại vì là Nam đứa trẻ này á, là con nít nhưng mà họ không bao giờ có tội, nhưng mà anh thấy biện pháp này thì đem ra thì anh nói người ta hoài. Em thấy á, hoàn toàn những gì anh đang làm, những gì mà trên cộng đồng mạng đó, thì họ đang nhìn vào anh thì họ không bao giờ là nói đồng tình với anh về cái quan điểm này. Tối ngày thì anh đứng lên mà anh xuyên tẹt về, anh chửi về trong tỉnh thất bồng lai này rất là nặng nề, anh chửi họ mà thậm tệ. Nhưng mà con người anh tối ngày thì nó sân si mà lo chuyện mà nó không ra đâu không à. Thì hôm nay thì anh mà thấy pháp này thì em cũng nói với anh như thế này, nhưng mà anh phải làm những gì cho đúng sự thật và làm những gì cho mà lợi ích cho mình và đúng cho cái xã hội, cho đúng về cá nhân của mình. Đừng có mà đứng lên mà xuyên tẹt về Nam chú tiểu nữa. Nam chú tiểu này là con nít và đáng mà tuổi là nó con cháu và khác của anh thôi, nhưng mà anh đứng lên đây anh chửi người ta làm như vậy là chi? Những mà ác chưa thầy dung trọng và những mà Nam chú tiểu thì dung trọng thì họ không bao giờ nói anh như bất cứ là nói cái gì hết. Nam chú tiểu này rất là khôn, rất là ngoan, người ta là thi được phát thức danh hài cũng là tốt cho mình. Thì anh thấy phương pháp này thì em cũng nói anh rằng anh an trường niệm Phật đúng không, thì anh này cũng là đạo Phật, như mình phải có lòng bao dung nhưng mà mình cũng có lòng quỷ tha yêu thương và nó đừng bọc cho những mà năm đứa trẻ này mồ côi cha mồ côi mẹ. Mình phải bao dung thương những năm đứa trẻ này và nó không có hết nữa, nhưng mà quỳ sâu, nhưng mà những mà nguyên do gì mà anh đứng lên thì anh chửi với quà năm đứa trẻ này thì em thấy hoàn toàn là anh làm như vậy là nó không có đúng cho mình lắm. Bây giờ những người nào mà ủng hộ cho anh, những người nào mà đứng đằng sau anh ủng hộ cho anh, là những người đó là hoàn toàn là nó cũng đi theo mà quét xe đổ, nó đi theo mà quét xe đổ thì giống như anh thôi. Họ đang là nó cổ xí cho anh những làm những chuyện mà nó sai trái hoàn toàn hết. Chứ mà anh lớn rồi nhưng mà anh cũng là có vợ con đúng không, nhưng mà nam đứa trẻ này thì họ không bao giờ nói mà về anh những cái gì hết, và những các chị thầy cũng chổng luôn nữa. Gần đây thì họ không bao giờ đụng chạm đến anh, họ không bao giờ nói anh như thế nào. Như là em thấy anh đó, anh đứng lên đây thì là anh chửi người ta không à, thì đó, anh lớn rồi nhưng mà anh làm vậy nhưng mà nó không có đúng cho mình. Thì em cũng gửi đến anh thì em mong anh rằng hiểu rằng mình bỏ những chuyện gì mà không đáng, nhưng mà mình không bao giờ mình nói nữa. Mấy chuyện đó thì nó không có đáng cho mình, nhưng mà mình đừng có nói là còn là đúng chưa. Tối ngày thì đứng lên thì chửi hai chiếm công đúng không, họ đã làm những gì nhưng mà mình thấy mà ở đằng trước mắt thì thôi. Thì Nguyễn Tấn thì cũng gửi đến cho mà những bạn bè trên trang mà YouTuber nghe và xem kể lại những và lời nói của Tấn đó. Và Nguyễn Tấn thì cũng chúc những mấy anh chị em mình thì một mùa xuân năm mới và an khang và thịnh vượng và hoàn sự như ý. Và tối và có thấy hay và cũng chia sẻ và nhấn bài nút đăng ký cho mà Nguyễn Tấn và cho Nguyễn Tấn thì một lời mà nhận xét ha. Mấy bạn anh chị